chào tất cả các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Hôm nay anh em mình có công việc nên là cameraman thay thế đi thăm bẫy một mình luôn mấy bạn ơi. Giọng bữa nay chúng lớn mấy bạn. Một mình đi thăm không biết sao đây, mình cũng không nhớ bẫy hết nữa. Thì có cái nào mình thăm cái đó mình không nhớ hết. Tại mình đi quay mà rồi em mình đi thăm bởi vì với nó đi văng rồi mình cũng không có nhớ hết nữa. Thì cái nào có dính mình mới bấm máy cho mấy bạn xem nha. Để tránh mất thời gian, cái nào có dính mình mới bấm máy. Do anh em mình có công việc đột xuất nên là lần đầu tiên mình làm chuyện ấy nha mấy bạn. Cameraman đi thăm luôn nha mấy bạn. Mình cũng không biết có gì bắt nó hơi sơ sức, các bạn thông cảm nha. Rồi, mình đi thăm cái nào có dính mình bấm máy cho các bạn xem nha. Rồi, khu vực này có cái nè, bữa hổm cái này dính hai con các bạn nhớ không? Ồ, có hàng các bạn ơi, có hàng lãi nha. Đây, wow, lãi quá to, lãi này bự lắm nha các bạn. Rồi, mình sẽ bấm máy tạm dựng đây, mình xử lý nó các bạn ơi. Đây coi, mình dựng máy lên mình để đây, mình xuống mình sẽ xử lý nó cho mấy bạn xem nha. Mình cũng mới lần đầu tiên nữa, mình cũng không gặp gì mấy nha mấy bạn, mong mấy bạn cái gì thông cảm bỏ qua cho mình nha. Để góc máy nào cho nó hợp lý nha. Còn hết rồi mình xuống xử lý nó nha các bạn. Rồi ai xuống đầu tiên mình xử lý nó. Sao đây chiều của anh em mình là mẫu nón nè mấy bạn. Rồi, tiên làm chuyện ấy nên hơi lâu mấy bạn thông cảm nha các bạn. Con này cũng còn đẹp lắm nha mấy bạn. Con này chắc khoảng 4 lạng nha mấy bạn. 4 lạng ngoài à. Rồi, con đầu tiên mấy bạn ơi. Có hàng là vui rồi. Cho nó vào túi thôi.
Rồi, nó đã vào túi của mình nha mấy bạn. Hên quá, lần đầu tiên. Lần đầu tiên bắt nha mấy bạn. Rồi, mình sẽ xử lý tại lưới gian lại nha mấy bạn. Rồi, mình xin bấm máy tạm dựng đây, nào có dính nữa mình quay tiếp cho bạn xem nha. Rồi, khu vực này nha, mình có giăng tay nha mấy bạn. Nãy giờ lội cũng hơi đuối đuối, được mấy con không? Đây, sách hồng. Túi đó để coi gắn lái mình, ủa gắn nước mình đựng nha mấy bạn. Rồi, khu vực này em vẫn có con tay nha. Wow, wow, có hàng mấy bạn ơi. Mấy hàng có hàng. Ôi dồi ôi, con bánh mì nó bự mấy bạn ơi. Nè, đỏ té luôn. Mà trời, bánh mì đã. Ôi, không biết kìa. Mới biết bánh mì này đã nha mấy bạn. Rồi, mình tạm dừng máy đây em, để mình xử lý nó rồi bấm máy lên cho các bạn xem nha. Rồi, mình bắt đầu xử lý nó nha mấy bạn. Mình cũng mới đi thăm lần đầu tiên à. Mình là cameraman nên là mình cũng không gành cho máy nha mấy bạn. Có gì mấy bạn cũng thông cảm cho mình nha. Con bánh mì này bự quá anh Phụng ơi. Mì này quá to. Đầu tiên xử lý phía sau đây nè. Qua wow. Quấn giữ ngoại. Ồ, nó câu vô cái chuối nè. Nó câu vô cái chuối nè. Rồi mình cắt lưới xử lý nó. Cầu. Rồi. Xong rồi mấy bạn. Mình cũng chuyên nghiệp lắm chứ bộ ạ. À. Ghê không? Ơi. Con này chắc khoảng cỡ 6 lạng, 6 lạng 7 lạng nha mấy bạn. Phanh mình một tay mình luôn nè. Nên khó quá mấy bạn ơi, với lần đầu tiên cameraman làm chuyện này nên là mình cũng không có gành cho máy nữa. Thấy nghe mình làm sao mình làm vậy nha mấy bạn. Mình đó mình gặp nó cũng sợ cũng chết luôn, đi với nghe mình viết từ từ cũng quen các bạn ơi. Là xử lý nó cũng quen. Nghe mình làm gì mình làm theo chứ mình cũng không gành nữa. À, rồi. Ồ, có hàng ngon nha mấy bạn. Ồ, con thứ hai nha mấy bạn. Có nên đi luôn mấy bạn ơi, tự xử luôn. Bữa nay em có một chuyện rồi nghỉ nhà buồn quá. Thôi để anh đi thăm luôn. Tự xử luôn. Lần đầu tiên mình cũng bắt nó luôn đó, mình sợ nó chết luôn. Bữa hôm có nghe mình vịnh đầu nó dám cầm nó chứ. Ơi. Wow, quá ngon các bạn ơi. Thứ hai nha. Rồi, mình tạm dừng máy đây, đây mình sửa lưới lại rồi. Nào không có dính nữa cái mình quay cho mấy bạn xem nha. Bạn. Còn có mấy tay nữa hết mấy bạn ơi, lâu nay giờ đuối quá. Còn mấy tay nữa mình đổ vô luôn nha mấy bạn. Quá đuối rồi. Đây mấy. Ô hô. Hàng mấy bạn ơi. Wow. Dùng mánh mấy bạn ơi, hổ hành. Có ai không? Hành nha mấy bạn. Sống không? Sống rồi bạn ơi. Sống. Thôi, mình vui lại quá. Tưởng tiêu rồi chứ. Rồi còn sống nha mấy bạn. Rồi, để mình dựng máy lên mình xử lý nó nha mấy bạn.
Rồi mình bắt đầu xử lý nó nha các bạn. Hành dễ bắt rồi, nhưng mà quan trọng là đấy như sao thôi, mình phải giờ nó tủ quá trời tủ này chặt xử lý nó nha mấy bạn. Cái nền với chưa chuyên nghiệp xử lý hay lâu các bạn thông cảm nha. Rồi, dạ mấy bạn ơi. Rồi, xong nha mấy bạn. Con này khoảng 3 lần gửi, 4 lần. Rửa nó được, giỏi quá mấy bạn ơi. Rồi xử lý nó xong các bạn ơi. Quá trời mới dội tủa nghe mấy bạn thông cảm nha. Rồi.
Rồi mình tạm dừng máy đây, mình sửa lưới lên nha mấy bạn. Rồi, đây là tay cuối cùng mấy bạn ơi. Dính rồi. Tay này mình đang cặp máy xong nha mấy bạn. Không dính này. Rồi, cho anh em kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình kết thúc clip này nha. Bữa nay em mình nó có một chuyện rồi, nên có nên mình quay có điều chi sơ sức mấy bạn cũng thông cảm nha. Mình là đó giờ mình quay phim cho anh em mình, không có vụ này đi thăm lần này, này lần đầu tiên nha. Có gì mấy bạn thông cảm cho mình nha, có điều chi sơ sức thì cũng thông cảm. Thì cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ, và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Luồn dưới còn mười mấy tay nữa mà mấy bạn thấy rồi đó, cầu nó rút rồi mình không có lội được nha. Mình bị dị ứng với nước nên không có lội được, không có thăm mười mấy tay đó được. Nếu nghe mình có đi thăm, mình đưa máy cho nghe mình quay lại cho mấy bạn xem nha. Rồi, cái này thì mình lội về thôi, chào cả nhà nha.